Một cụm ánh sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện cạnh cầu vồng Kép ở Tây Ban Nha, chỉ vài ngày trước khi trận lũ quét kinh hoàng tàn phá quốc gia này khiến hơn 200 người thiệt mạng. Nhiều người liên tưởng đây có thể là UFO được điều khiển bởi người ngoài hành tinh. Đoạn video được ghi lại tại Barcelona cho thấy các đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời u ám, tương phản với cầu vồng rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng hiếm gặp. Những người có mặt cho biết khi phóng to ống kính, những luồng sáng này vụt qua các đám mây với tốc độ khá nhanh. Một số người cho rằng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của người ngoài hành tinh về trận lũ sắp xảy ra. Một số khác còn khẳng định đây là người ngoài hành tinh từ thiên hà 5383-837. Các giả thuyết khác bao gồm khả năng đây chỉ là máy bay không người lái hoặc đàn chim phản chiếu ánh sáng từ bên dưới. Đến hiện tại, những luồng sáng này vẫn chưa được xác minh chính xác và giới chức địa phương cũng chưa đưa ra bình luận về nội dung này. Theo truyền thông địa phương, mưa lớn gây lũ quét kinh hoàng hôm 29 tháng 10 tại Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 217 người tử vong và hàng chục người khác chưa được tìm thấy. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở khu vực Valencia. Các cơ quan tư pháp của khu vực tại Valencia xác nhận ít nhất 89 người vẫn mất tích sau trận lũ ở miền đông nước này. Chính phủ đã phê duyệt 10,6 tỷ euro để trợ giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Con số này chỉ bao gồm những người đã được người thân báo mất tích và được cung cấp thông tin cá nhân, mẫu sinh học để có thể nhận dạng. Đến hẹn lại lên, giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội An ninh Thủ đô lần thứ 23 năm 2024 Cup No. 1 Active đã chính thức khai mạc tại sân vận động quận Tây Hồ. Với 110 trường trung học phổ thông đăng ký tham gia, giải năm nay đã lập kỷ lục mới về số lượng đội bóng, tiếp tục hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn kịch tính nhất từ trước đến nay. Trong thời tiết nắng đẹp, lễ khai mạc giải bóng đá học sinh trung học phổ thông An ninh Thủ đô lần thứ 23 năm 2024 Cup No. 1 Active đã diễn ra trong sự hân hoan, hào hứng của các em học sinh đến từ 110 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm nay là năm thứ 23, Báo An ninh Thủ đô được Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tín nhiệm tổ chức giải, đánh dấu chặng đường 2-3 năm, mang lại một sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Số lượng vận động viên và các số lượng trường học tham gia ngày càng đông. Đây là một cái không những chỉ khẳng định thương hiệu của báo An ninh Thủ đô mà còn có sự đồng hành của các nhà tài trợ của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng như là các cơ quan liên quan. Từ những cái sự mà quan tâm chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ của Sở Văn hóa Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo thì An ninh Thủ đô tiếp tục đồng hành và thực hiện cái cam kết của mình là chăm lo cho sức khỏe học đường và tạo ra những cái sân chơi rất là bổ ích. Ra đời từ năm 2001, giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội, báo An ninh Thủ đô cho đến nay là giải đấu phong trào lâu đời bậc nhất ở thủ đô và trên cả nước. Con số kỷ lục 110 đội chính là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, uy tín và cuốn hút của giải đấu này. Xin chúc các cầu thủ bước vào một mùa giải mới với tinh thần thể thao trong sáng để cống hiến cho khán giả thật nhiều trận đấu hay và thật nhiều bàn thắng đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá trung học phổ thông An ninh Thủ đô lần thứ 23 Cup No. 1 Active. Bước sang năm thứ 24, giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội đã góp phần xây dựng tình yêu thể thao, thúc đẩy phong trào bóng đá học đường và đem lại cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Sự tham gia của nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội trong mùa giải này là minh chứng cho sức hút và uy tín mà giải đấu đã xây dựng được trong lòng cộng đồng. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các nhà tài trợ đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sự thành công cũng như nâng cao uy tín cho giải đấu. Có rất là nhiều yếu tố, trong đó có chiến lược, có sự kiên trì, có sự kiên nhẫn và đặc biệt là sự bền bỉ. Đó là những cái gì mà nhãn hàng No. 1 Active Chanh Muối mong muốn được cùng các bạn xây dựng với cái sân chơi lành mạnh như thế này. Và cũng như là ban tổ chức chia sẻ, đây là một cách mà tập đoàn Tân Hiệp Phát đóng góp lại cho cộng đồng, chia sẻ tình cảm cũng như là giúp các em phát triển thể chất và trí tuệ trên học đường.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức và sự góp mặt của đông đảo các đội bóng, mùa giải 2024 sẽ hứa hẹn mang đến cho các em học sinh thủ đô một trải nghiệm thể thao thú vị và bổ ích. Những trận đấu gay cấn, những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ của mỗi cầu thủ tham gia. Thưa quý vị, người dân miền Trung tiếp tục chuỗi ngày lo lắng về thiên tai, mưa lụt, khi mà dự báo những ngày tới có thể phải đối mặt với một cơn bão rất mạnh. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6 tháng 11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Cơn bão mạnh có tên quốc tế là Yen Sing với sức gió cấp 13-14, giật cấp 17, sẽ có hướng di chuyển vào biển đông nước ta trong những ngày tới. Các tàu thuyền được cảnh báo, nắm bắt thông tin và tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 đến 15 km một giờ, đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 17. Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km một giờ. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 480 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Và từ đầu năm đến nay thì Biển Đông đã xuất hiện 6 cơn bão, trong đó thì mạnh nhất là cơn bão lịch sử số 3 đổ bộ vào miền Bắc và gần nhất là bão số 6 vào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ngày 27 tháng 10 gây mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, làm 8 người chết và 14 người bị thương. Thưa quý vị, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông là vấn nạn ngày một phổ biến hiện nay. Học sinh điều khiển xe máy quá dung tích quy định gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và thời gian qua, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều vụ tai nạn thương tâm gây đau thương cho biết bao gia đình. Vâng, và một trong những nguyên nhân dẫn đến từ việc mà bố mẹ giao xe máy cho con một cách tùy tiện và không kiểm soát. Và những con số thống kê ngay sau đây của Ban An toàn Giao thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Bởi từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử phạt hơn 300 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện lưu thông trên đường và rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Trong suốt tháng 10 năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra xử phạt hơn 400 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó chủ yếu là hành vi như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe hoặc đi ngược chiều. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được cơ quan chức năng tiếp nhận hình ảnh, clip do người dân cung cấp và tiến hành xác minh cũng như phạt nguội. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong khu đô thị, các tuyến đường gần trường học, khu vực nhiều thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 21 nghị định số 100, sẽ phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên, và đồng thời cũng sẽ xử phạt từ 800 cho đến 2 triệu đồng đối với chủ xe khi mà giao xe hoặc là để người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Vâng, tuy nhiên thì nhiều người lại cho rằng là mức phạt này chưa đủ răn đe, nhưng hậu quả thì có thể rất nặng nề. Nhiều vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ chính việc bố mẹ cho con hoặc là giao xe cho con một cách tùy tiện.